một sự kiện đã được ra mắt trong tháng 10. Cơ hội sang Anh tham quan thành phố Manchester, chứng kiến thần tượng của mình tập luyện, tận mắt theo dõi trận derby rực lửa của hai thế lực bóng đá tại giải Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó là rất nhiều phần thưởng và vật phẩm giá trị cao. Nhịp đập Manchester City chỉ có tại FIFA Live 2.